Vâng, em xin gửi lời chào đến toàn thể khán giả đang theo dõi kênh của em. Ok, em lên sóng cho quý vị một cái con công suất Kenwood. Con này thì em bán thanh lý nhá, bán thanh lý. Đấy, em cũng nói luôn từ đầu cho nó nhanh, nếu mất thời gian của quý vị. Đây, về chức năng thì đây quý vị thấy ngay. Đấy, có cassette này. Đó. Ngoài ra thì có cả CD này. Đấy, có CD. Đấy. Có luôn cả MD nhá. Đây, có cả cái MD đây. Đấy, thì tí em sẽ thử xem được chức năng nào thì được nhá. Thì em nói luôn là đây em thử thôi nhá, em thử thôi, còn được hay không là về quý vị dùng hay không là việc của quý vị. Còn là bán thanh lý là về cho quý vị về lấy linh kiện hay là quý vị thích mày mò thì mày mò nhá. Đấy. Đây, về hình thức tổng quan. Đấy, hàng bãi nhưng về và nó là rất là ok. Đấy. Mặt sau. Con này thì công suất rất khủng quý vị ạ. Công suất của nó lên tận 85W cơ nhá. Công suất của nó lên tận 85W. Thông thường thì quý vị biết rồi, đấy, lên những cái dòng công suất hay là bộ dàn thì quý vị biết không ạ? À, con công suất của ví dụ như Onkyo nhá, đời cao nhất là đời 9 đi. Công suất đâu đấy nó cũng chỉ rơi khoảng cao nhất nhá, em nói là cao nhất nó cũng rơi khoảng 70W. Đấy, nó của đáy lồng dàn mini nhá, em nói là đang dàn mini nhá. Đấy, thì nó khoảng 70W. Con nào cao lắm mới được 75. Đấy, tuy nhiên thì gặp với cái dòng Kenwood này thì vẫn là chưa xi nhê gì nhá. Đấy. Của nó tận 85W cơ mà. Trong khi đó thì trung bình của dòng Onkyo đế lông thì nó rơi khoảng 55W. Đấy, nó thua con này tận mấy chục watt, mười mấy watt nhá. Ví dụ cho khoảng 50W đi. Cho khoảng 55 đi thì nó vẫn thua con này khoảng 30W. Đấy. Là quý vị biết rồi, cái trình của con này nó kinh khủng đến độ nào. Đấy thì lý do vì sao mà em bán con này công suất khủng như vậy mới lại bán thanh lý nhá. Bởi vì con này thì em đang thử cái phần ở đây thì không biết là nó có bị tuột cái speaker này hay không, hay là nó như thế nào đấy thì em cũng không rõ lắm. Nói chung là em chưa gì đâu, hàng về thì em cứ thử, nó không lên thì em bán luôn cho nhanh, đỡ mất thời gian ngồi nghiên cứu lâu lắm. Nó vừa mất thời gian của em mà nó cũng không có tiền để mà lưu kho được, cũng không có chỗ mà để nó được. Đấy, thế này là em thanh lý luôn cho nó nhanh. Đấy, bác nào thích mày mò nghiên cứu thì lấy về mà nghiên cứu. Đấy, tản nhiệt to thù luôn. Đấy, bên trên này thì có FM và em, dưới này thì có kết nối điện thoại đây. Đấy, em kết nối cả điện thoại để em thử cho quý vị luôn. Đằng dưới này thì nó có cả súp này, súp gua này. Đấy. Ok, đấy, số seri đây. 406748 2004. Con này thì chắc 2004. Có vẻ thì đây là năm sản xuất hay sao? Không biết có phải hay không, nhưng mà đây. Nó ghi là 406 là 00748 và 2004. Đấy. Thì chả biết là chắc là sản xuất 2004 hay gì gì đó, nói chung là chả quan tâm. Đấy. Về chức năng ở đây thì nó có cả AUX đây. Cái dưới này thì nó chỉnh AUX này. Đấy, ở đây là AUX này. Còn đây là MD Red này, tức là ghi đấy, chắc là ghi, tape ghi này, đài này, cassette này. Modern này, set digital này, muting control này. Rất là nhiều. Ở đây nó có cả chế độ nghe này. Chế độ nghe 3D này. Đấy, 3D thì ở đây là volume. 3D thì đây, chắc xoay cái này. À đây. Đấy, cái này xoay nhá. Con này thì nó bị mất mất cái chụp bên ngoài của volume rồi. Đấy, về nhà quý vị có cái nào thì cắm vào hoặc là chế cháo thì chế cháo nhá. Đây, xoay này. Đấy. 3D này, đây chế độ 3D là chế độ nghe theo kiểu 3D này. Flat này. Flat này thì em nghĩ flat này chắc là có vẻ là phải khi lên nhạc thì nó sẽ lên xuống ấy, tức là theo nhịp 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 nhạc nước ấy. Đấy, mellow rồi. Không à. À đây chỉnh đây 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 đây. Đấy, nó y như cái phần equalizer quý vị này. Đây chính là cái equalizer chứ không phải là gì luôn này. Đấy, quý vị thấy không? Đấy, chỉnh thì các cái này nó sẽ lên xuống nhá. Đấy, con này chứng tỏ vẫn rất là xịn luôn. Đây đâu, virus này. Ô này. Đấy. Quý vị thấy không? Chỉnh em quý vị nhìn ra em chỉnh thì cái này nó sẽ xoay này, nó sẽ lên xuống này. Đó, đây là mellow này, đây là virus này. Đấy. Cái này nó kiểu như phần equalizer ấy. Còn cái này là D bass à? Hay là bass này. Đó, đây cái này quý vị nhìn không? Cái này nó xoay này. Đấy. Có cả D bass luôn nhá. Bề lai này. Wow. Còn nó con này chất lừ luôn quý vị ạ. Đấy, motor thì em nó đang bị cái phần công suất không biết là bị tuột dây hay làm sao nữa. Đấy, đây này, bụi viết này. Đấy, cái này thì em chưa động chạm gì đâu nhá. Đấy, hàng vừa về thì em cũng khui ra và em thử xem phần công suất có lên hay không để em ghép loa. Nhưng mà thấy công suất nó không lên thì thôi em cứ thanh lý luôn nhá, đỡ mất thời gian. CD ra vào thì ok rồi. Đấy. Chứng tỏ là dây của loa con này vẫn ok. Đó. Đây là AUX thì em thử chuyển về CD cho nào.
Phát đi. Nó vẫn chạy này quý vị này, CD01 này. Đây dây đang hiển thị đấy nhá. Nhưng có điều thì phần công suất thì đây, thử vặn là nó không lên thôi. Đấy. Không biết nó có tuột hay gì không. Chắc là di chuyển đấy, trong quá trình di chuyển đấy thì nó sẽ Viettel họ sẽ quăng quật thì nó sẽ bị tuột dây gì đó thì quý vị phải nghiên cứu. Đấy công suất này. Đấy. Vặn đây thì vẫn thấy hiển thị đấy nhưng mà vấn đề là nó chưa lên tiếng. Đấy về phần CD. Điện thoại thì quý vị nhấn vào đây. Đấy thì nó ra AUX đường điện thoại. Còn cái MD để em thử xem nào. Có vẻ là phần MD thì nó không hoạt động rồi quý vị ạ. Phần MD chắc là cái bụi mắt nó bụi quá rồi. Đấy thì về các bác lau mắt đi thử xem nhá. Rồi. Đấy thì cái con này em bán thanh lý luôn nhá. Giá là 400 nghìn nhá. Giá là 400. Thực sự quý vị là bán hàng mà gọi là bán nó vui thôi chứ còn với cái giá 400 thì quý vị biết rồi. Công suất 85W mà hàng như này về bác em nhập toàn hơn triệu bộ cơ. Đấy về nó trục trặc như này thì quý vị có buôn bán cái gì nữa. Đấy đang triệu bộ mà bây giờ thanh lý đi còn 400 nghìn thì quý vị tính buôn bán cái kiểu gì nữa nhá. Chán cuộc đời. Thôi nói chung là thanh lý vui thôi nhá. Đấy, nhiều khi là những cái sản phẩm thực sự quý vị là những cái sản phẩm này nhiều khi là về gọi là bán thêm phần vui cho quý vị thôi nhá, để cho quý vị có cái gọi là nghịch ngợm rồi là chế cháo cho nó vui nhá. Đấy, chứ còn với cái dòng này thì quý vị biết là nhập nó toàn tiền triệu chứ bây giờ bán 400 thì lãi đâu ra, lỗ lòi mắt ra chứ còn lãi lờ gì nữa. Nhưng mà thôi đấy, vì anh em thì thôi cứ vẫn phải sẵn sàng phục vụ thôi nhá. Đấy thì bác nào chốt thì alo ngay cho em, số điện thoại là 0966 594581 nhá. Địa chỉ 57A phố Hoàng Phường Bình Đình 2 quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội. Ok, em chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo em nhé.